gục ngã trước MU, huấn luyện viên Conte thừa nhận chưa đủ trình. Huấn luyện viên của Tottenham, Antonio Conte, tuyên bố rằng đội bóng của ông chưa sẵn sàng trở thành ứng cử viên vô địch sau một màn trình diễn kém cỏi trước MU, một trong những đối thủ lớn nhất của mình. Rạng sáng nay, dù được gặp một MU thất thường trong khi đang trải qua một trong những mùa giải khởi đầu tốt nhất lịch sử Premier League, song Tottenham vẫn thi đấu rất thiếu tự tin trước đối thủ. Khung thành của họ liên tiếp bị bắn phá. Có lẽ việc Tottenham thua hai bàn vẫn còn ít so với số lần cầu môn của họ bị chao đảo. Đây tiếp tục là một trận đấu nữa mà Tottenham không thắng đội bóng lớn. Họ hòa Chelsea, thua Arsenal và MU theo kịch bản bị áp đảo. Do vậy, Conte phải thừa nhận rằng việc giành danh hiệu giờ vẫn là quá sớm đối với đội bóng của ông. Nhiều lúc tôi nghe họ bảo chúng tôi là ứng viên vô địch. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm thời gian, Conte thừa nhận. Chỉ trong 10 hoặc 11 tháng, bạn không thể từ vị trí thứ 9 để trở thành ứng cử viên vô địch được. Đặc biệt là khi bạn về đích ít hơn 20 điểm so với những con quái vật ở Anh. Spurs đã không thể đánh bại các đối thủ mạnh từ đầu mùa giải. Conte khẳng định ông nhận thức được vấn đề này và đang kêu gọi đội bóng của mình phải sớm cải thiện tâm lý sợ các đối thủ lớn. Chắc chắn đó không phải là một trận đấu hay. Thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị như vậy. Mỗi khi chúng tôi chơi một trận đấu với cường độ cao, chúng tôi lại gặp khó khăn. Chúng tôi đã gặp khó khăn trước Chelsea. Dù hòa sau 90 phút nhưng Chelsea đã thống trị thế trận. Trước Arsenal, chúng tôi đã thua và hôm nay trước United, chúng tôi vẫn thua, Conte chua chát nói. Chắc chắn khi thi đấu các trận ở đẳng cấp cao, chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải tiếp tục làm việc để cố gắng cải thiện, làm việc trên sân cỏ và làm việc bên ngoài sân cỏ.